khi mà em nhìn thấy cái việc mà anh làm cho chị em đặt câu hỏi và em đã tự phân tích và em biết thật sự lúc thời gian đầu anh không có đâu tại vì anh mắc cỡ em hiểu anh ngại với đàn ông đi vô rồi giúp chưa người. bao giờ em em thấy rất ít ở ít đây thôi yeah. ví dụ chị nói nha ngày xưa ấy đàn ông không bao giờ sách bóp đàn bà với trời đàn ông đi sách bóp đàn bà nhưng mà họ biết họ đâu có biết rằng là ví dụ như chị nói nha khi mà ông xã mình hay bộ mình á anh cầm bóp giùm cho em cho để cho em đi thoải mái hoặc là một cái cử chỉ nào đó ừ. Bấy mình cảm thấy mình hạnh phúc ừ. lắm và mình cảm thấy mình hãnh diện vô cùng yeah. thậm chí nhiều khi đôi lúc chị ra đường chị thấy một người đàn ông người ta chăm sóc một người đàn bà hay là chăm sóc một người, người mình cảm thấy chị không hề coi thường coi thường hay không là ở tư cách cái người đó chứ không phải cái sự chăm sóc của người đó dành cho người đàn bà ừ. chứ đừng có nghĩ là mình cầm bóp của người đàn bà là mình hàng hoặc là mình sửa váy, mình bận một cái áo cho một, một người vợ hay là một người yêu của mình là là cái điều đó là điều xấu. Chị ừ. thấy không hề xấu chút nào. Nhìn người bạn mình được cái điều đó, mình cảm thấy wow, mình cũng ước mình được một người như thế.